Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai kiểm soát được quyền lực trong bóng tối. Có thể nói tham nhũng đối với chế độ của Cộng sản là bất trị. Việc ông Nguyễn Phú Trọng lập ra cái lò đã lâu và hiện nay ông vẫn đang đốt, nhưng thực tế là không hề có sự trong sạch nào sau chiến dịch đốt lò cả. Càng đốt thì tham nhũng càng bùng phát, và cứ vụ án sau lại nghiêm trọng hơn vụ án trước. Lớp lãnh đạo thay thế tham nhũng không thua gì lớp đã bị thành củi. Không thay đổi thể chế thì không thể kiểm soát được quyền lực. Như vụ chuyến bay giải cứu, việc chạy án vẫn cứ diễn ra một cách trắng trợn, có trong sạch được đâu. Rồi vụ Việt Á cũng vậy. Tưởng rằng bắt bớ tràn lan đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng quyết liệt. Nhưng không, bắt nhiều để rồi đẻ ra thị trường chạy án. Mà thị trường chạy án là một tiêu cực đáng sợ hơn tham nhũng rất nhiều. Có chạy án thì công lý bị bóp méo, gây tội ác là sẽ bị phán quyết nhẹ tội, người vô tội thì lại bị đẩy vào vòng lao lý với những bản án rất nặng. Quyền lực không bị kiểm soát thì dẫn tới tha hóa, đó là điều quá rõ ràng. Việc quan chức nhúng chàm cho thấy quyền lực các cấp không được kiểm soát, ngay cả Nguyễn Phú Trọng đang muốn dùng cái lò của ông để kiểm soát quyền lực ở những cấp thấp hơn, nhưng cũng thất bại. Quyền lực ngoài ánh sáng có thể ông kiểm soát được, nhưng có những hoạt động trong bóng tối, làm sao ông có thể kiểm soát được đây? Ông tạo ra những vụ án lớn, rồi trên nền những vụ án đấy, những kẻ có quyền đã buôn bán các bản án với nhau. Cuối cùng, những thanh củi lớn bị ông đốn hạ, được gỡ tội và chỉ nhận những mức án không tương xứng. Ngày 17 tháng 10 năm 2016, khi đó, trong một lần tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, trước kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nói về kiểm soát quyền lực như sau: phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế. Từ đó đến nay không biết ông Trọng đã nhốt được những gì mà quan chức ngày một tha hóa. Thứ quyền lực trong bóng tối của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một đáng sợ. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, tờ báo Tuổi Trẻ của Nhà nước Việt Nam có viết bài về vấn đề cần kiểm soát quyền lực nhiều hơn nữa nhân vụ án Việt Á. Đây là đề tài cũ được nhắc lại, nhưng cũng chẳng có cách nào để mà kiểm soát quyền lực với thể chế chính trị Cộng sản hiện nay. Muốn kiểm soát quyền lực thì phải phân quyền, tam quyền phân lập, không còn cách nào khác. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn bác bỏ sự đòi hỏi đa nguyên, đa đảng và tam quyền phân lập. Hiện nay, các nền chính trị đa nguyên, đa đảng đã quá tiến bộ. Việc lãnh đạo đất nước được dựa trên rồi có thể bị người dân hạ bệ, rất nhiều chuyện bình thường xảy ra. Các lãnh đạo cấp cao khi bị người dân phê phán, họ phải tự soi và cố gắng làm tốt hơn nữa nếu muốn được bầu. Ai có năng lực lãnh đạo đất nước thì được tiếp tục, ai không có khả năng lãnh đạo thì sẽ bị hạ bệ. Một chính phủ không làm được việc sẽ bị giải tán là chuyện hết sức nhẹ nhàng, không phải đổ máu gì cả. Khi nào Việt Nam làm được như vậy thì xem như đã kiểm soát được quyền lực. Khi đó, việc giành lấy quyền lực được thực hiện một cách công khai, minh bạch. Người Cộng sản một mực phủ nhận dân chủ, từ chối cạnh tranh chính trị giữa nhiều đảng phái là họ đã từ chối cho sự an toàn chính họ. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cạnh tranh quyền lực rất thiếu lành mạnh. Những năm gần đây, các đồng chí thuốc nhau đến chết là chuyện không còn hiếm nữa. Ông Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang và giờ đây có thể là Lê Văn Thành, rồi sẽ còn rất nhiều người nối tiếp. Nếu những người này trong bộ máy nhà nước đa đảng thì họ không bị đồng chí của họ ra tay sát hại một cách tàn nhẫn và âm thầm đến như vậy. Không tam quyền phân lập thì chẳng thể nhốt được quyền lực. Một khi Đảng Cộng sản đã dùng luật pháp như công cụ thì sự công bằng không còn nữa. Cuộc chơi giữa chính quyền và nhân dân đã không dùng luật pháp phân xử công bằng thì cuộc chơi giữa các đồng chí với nhau làm sao có sự phân công và công bằng cho được. Một khi cái tham càng lớn thì cái ác cũng càng lớn theo. Với đà này thì chuyện đồng chí thịt đồng chí sẽ ngày một phổ biến hơn. Hôm nay ông Lê Văn Thành, ngày mai có thể là Nguyễn Chí Vịnh vân vân, và rồi sẽ còn rất nhiều người khác nữa. Trong bóng tối chẳng ai kiểm soát được cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ai kiểm soát được quyền lực trong bóng tối đây.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an được cấp nhiều tiền, được gây tội ác và được bảo vệ làm ác. Mới đây, Đài Á Châu Tự Do cho biết một người dân thường trú tại tỉnh Tuyên Quang đã tử vong sau 2 ngày bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an thành phố Hà Giang vào hồi đầu tuần trước. Công an thông báo cho gia đình biết rằng người này tử vong là do tự sát, nhưng gia đình nạn nhân nghi ngờ thông tin này. Nạn nhân là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1979, đến từ thôn Cầu Giát, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông Nguyễn Văn Hưng, người bị chết bất thường trong lúc bị tạm giam tại Công an tỉnh Hà Giang. Một khi Công an kết luận nạn nhân tự sát thì xem như Công an vô can trong cái chết của nạn nhân. Đây không phải là lần đầu tiên mà là một trong số vô số các trường hợp người dân Việt Nam đã bị chết bất thường tại đồn Công an. Nếu người dân chấp nhận lời giải thích của phía Công an thì xem như chấp nhận sự áp đặt của Công an, là Công an không bao giờ sai cả. Còn nếu cứ cố tìm hiểu sự thật tới cùng thì sẽ bị côn đồ tấn công hết sức tàn nhẫn, bất ngờ. Và kết quả cuối cùng, dù ôm cục oan cục tức như núi, vẫn phải chấp nhận dần xài. Được biết, trước đây vào ngày 5 tháng 8 năm 2015, Đỗ Đăng Dư, sinh năm 1998, thường trú tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Uyên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt vì nghi ngờ trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, tới ngày 4 tháng 10, Dư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ngay sau đó, Bệnh viện Hà Đông đã chuyển Dư đến khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đến khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 10, Đỗ Đăng Dư đã tử vong. Đứng trước cái chết đầy nghi vấn và nguyên nhân cái chết bị phía Công an áp đặt, một số luật sư đã tình nguyện bảo vệ miễn phí cho Đỗ Đăng Dư như luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Mai, tức là mẹ của Đỗ Đăng Dư, đã bị Công an Hà Nội ép phải từ chối luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình, mà cụ thể là từ chối luật sư Nam. Vào ngày 3 tháng 11, hai luật sư trên đã đến thăm nhà của Đỗ Đăng Dư. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi đó, ông Nam và ông Luân đã bị 8 người bịt mặt bằng khẩu trang, dùng xe máy chặn đầu xe ô tô và hành hung, đánh đập. Vụ Đỗ Đăng Dư là lời cảnh báo của phía Công an đến với luật sư, đó là chớ đi tìm sự thật ở đất nước này. Bọn côn đồ đánh luật sư là do ai điều khiển thì ai cũng biết cả. Công an thường hay dùng côn đồ để mà hành động kiểu ném đá giấu tay như thế. Đấu luật với luật sư không được thì dùng trò bẩn. Trò bẩn này dù biết rõ là công an sai khiến nhưng lại không thể kiện được họ, không thể khẳng định được. Và đây cũng là cách mà Công an Việt Nam thường dùng để đe dọa nhân dân. Nếu dân muốn dùng luật pháp chống lại lực lượng còn đảng còn mình này. Vào ngày 12 tháng 11, luật sư Trần Vũ Hải, trưởng nhóm bảo vệ hai luật sư trẻ Lê Văn Luân và Trần Thu Nam, người đứng ra kêu gọi cuộc tuần hành bảo vệ hai luật sư này, bị một số người mặc thường phục bắt và đưa về đồn công an phường Xuân La, Hà Nội. Vụ việc rất căng thẳng nhưng cuối cùng cũng sẽ bị dẹp êm. Việc đòi công lý cho Đỗ Đăng Dư không được và đòi sự thật cho hai luật sư bị hành hung cũng không tới đâu. Một khi người dân đòi hỏi sự thật thì cả bộ máy chính quyền vào cuộc quyết đè bẹp mọi đòi hỏi chính đáng của người dân. Sau việc Đỗ Đăng Dư, gần như không còn một vụ dân bị chết trong đồn công an nào mà có thể đòi được công lý cả. Không ai có thể chống lại sức mạnh của Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hiện nay, Trung ương chi ngân sách công an rất dồi dào, đến gần 100.000 tỷ đồng, tức là gấp gần 16 lần ngân sách của Bộ Giáo dục và gấp 14 lần ngân sách cho Bộ Y tế. Tuy nhiên, chuyện cấp tiền nhiều đã đành, mà Đảng còn bảo vệ công an làm việc ác đối với dân. Đó mới là điều không ai có thể tưởng tượng nổi, ở ngay thời đại văn minh này lại có một nhà nước tệ hại đến như thế. Công an được Đảng cho làm cái ác và được bảo vệ khi làm ác. Vào ngày 19 tháng 3, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng
từ tháng 10 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2014 là 3 năm, đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Một con số làm lạnh sống lưng của rất nhiều người có lương tri. Sau vụ Đỗ Đăng Dư, báo chí không còn nhắc gì đến con số người dân bị giết khi bị tạm giam ở đồn công an. Tất cả nguyên nhân đều đổ do người chết rằng họ đã tự sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ Công an được cấp nhiều tiền, được gây tội ác và được bảo vệ làm ác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để cho dân mù chữ rồi tung trò xóa mù chữ để mà tự ca tụng mình. Đảng ta quả là cao thủ